chỗ này lại có một cục nữa, không biết người ta cúng cái gì mà bó cục cục đây nè. Đây dưới gốc cây si này thì bà con cũng đến đây thắp hương rất là nhiều đó. Mình không biết là ở đằng đó nó có một cái vật gì nó chiếu lên sáng sáng, để xem tối hôm nay mình có ghi lại được cái gì. Cái gì vậy? Ủa cái gì trời? Mến chào chú anh chị và các bạn, chào mừng mọi người quay trở lại video mới tiếp theo tối đêm nay. Thì hiện tại mình đang có mặt ở Tầm Du Long An. Tối đêm nay mình quay trở lại cái ngôi nhà mà có hai cháu bé mất dưới ao. Thì mình có đem một ít đồ cúng vô đây để mà làm một cái nghi thức cúng ở trong cái ngôi nhà hoang này. Bây giờ xin mời cô chú anh chị cùng đồng hành với mình để đi vào ngôi nhà tìm hiểu tối đêm nay bên trong ngôi nhà như thế nào nha. Đây là con đường trong khu vườn đi vô ngôi nhà. Tối đêm nay mình quyết định quay trở lại cái ngôi nhà này. Cái ngôi nhà mà nơi có cái ao cá mà có hai cháu bé mất. Một nơi mà bà con cho rằng cũng rất là tâm linh. Vì thế cũng muốn mình đến đây để mà chia sẻ ban đêm như thế nào. Để mình cho mọi người xem bây giờ là mấy giờ nha. Đây. 0 giờ 57 phút, tức là còn 3 phút nữa, đúng 1 giờ khuya luôn. Hiện tại bây giờ thì bà con đang xem đá banh bên ngoài. Không biết tối nay là cái trận nào mà bây giờ là 1 giờ khuya rồi. Mà bà con, mình nghe cách đây có lẽ là vài trăm mét á, có một nhà dân ở đây người ta mở bóng đá xem. Nãy giờ la quá chừng luôn. Hiện tại là mình đi tới cái khu chuồng heo. Tới nơi cái hố ga của cái chuồng heo. Nhà này nuôi 6 cái chuồng heo cũng khá lớn, vì thế mọi người làm một cái hố ga chỗ này nè. Cũng rất là sâu luôn đó mọi người. Bỏ hoang biết bao lâu rồi nhưng mà bây giờ hiện tại nè, mình thấy nó cũng vẫn còn rất là sâu luôn. Và hiện tại mình đang tới gốc cây si. Gốc cây si này là cũng một nơi mà bà con đến đây cầu cơ sinh số. Thật sự mình cũng không biết là ngày xưa ở đây gốc cây si này có câu chuyện gì là không mà bà con đến đây sinh số quá chừng luôn. Con này là cái cục gì ta? Cái gò đất, cái cục gì mà ta cột đó. Đây nè, gốc cây si này là bà con đến đây cúng nhiều lắm. Chỗ này lại có một cục nữa. Không biết người ta cúng cái gì mà bó cục cục đây nè. Đây. Dưới gốc cây si này thì bà con cũng đến đây thắp hương rất là nhiều. Đó, bà con cầu cơ sinh số đây rất là nhiều luôn. Mình nghe bên ngoài như là hết đá banh rồi. Bà con đang ra về ở ngoài á. Không biết tối nay là trận nào, ai ăn ai thua.
tại là mình đã đến nơi cái ao rồi. Đây là cái ao nước nè, ao nước sâu lắm. Bên trái của mình là một cái gò đất rất là cao. Cũng không biết là cái gò đất này có phải là ngày xưa đã được móc từ ở dưới ao này lên hay là không. Cái ao này công nhận là phải nó người ta móc cũng sâu ghê. Hàng chục mười mấy năm rồi mà bây giờ bồi lấp vậy mà thấy cũng còn sâu tuốt chứ. Tối đêm nay thì mình không có dám đem cây đèn rọi xa, cái đèn sáng á, vì ở đây xung quanh nó cũng có mấy cái hộ dân sinh sống gần gần đây. Rọi đèn, cái ngọn đèn đó, nó rọi xa lắm. Rọi cái là nhiều khi mấy con chó á, nó nghe nó sủa sùm luôn. Nó thấy cánh đèn là nó sủa sùm luôn. Cũng mong là tối đêm nay mình vô mình quay nó không có sủa. Ui, không biết nó có một cái vật gì hiện tại nó sáng lên trong cái máy quay cánh đèn của mình. Thì hôm nay mình quay trở lại ngôi nhà này là cũng tuần lễ rồi. 6 ngày rồi. 6 ngày rồi mình mới quay lại ngôi nhà này. Đó. Mình không biết là ở đằng đó nó có một cái vật gì nó chiếu lên sáng sáng. Tới nơi chỗ cái view ngay chỗ của nhà sàn. Thường thường cái view này nơi đây á, bà con nói là mấy bé thường thường tối hay chơi chỗ cái view này nè. Ta cũng nói là tối cũng hay thấy mấy bé về. Nhà nó muốn sập hết rồi. Qua mùa mưa này á, mọi người, tự nhiên mấy con gì nó kêu lên quá chừng. Nó. Qua mùa mưa này có lẽ là cái nhà sàn này nó sập. Bây giờ mình sẽ vào trong nhà. Đây nó có sợi dây gì mà lòng thòng vậy ta. Ừ, đây cũng vẫn còn một cái bó nhang. Nhà này chỗ nào cũng cúng. Ừ, đây nè. Bà con cúng chỗ gốc cột này nữa. Biết con gì nãy giờ nó chạy rụt lên mấy nhà. Trước kia ở đây nó có một cái sợi dây. Biết cái gì mà giờ nó dính lòng thòng vô cái gốc cây này. Ủa, cái gì ta? Ở cái sợi dây. Mình tưởng nó con rắn. Vì trong ngôi nhà này rắn nhiều lắm. Đây nè. Thay da chùm. Còn bên dưới khi mà mình mới bước tới cửa này thì bà con đốt nhang rất là nhiều luôn. Còn đây là bánh kẹo. Mọi người mua cúng ba cái kẹo, bánh kẹo mua cúng cho bé nè. Cái gì ta? Mình mới nghe cái gì? Là một cái bịch ngoài đó. Biết cái gì mới làm cái bịch ngoài gốc cây ta. Thì mọi người mua bánh kẹo cúng cho bé nè. Quá chừng luôn. Mấy cái ngôi nhà kia thì thường thường mình thấy cúng đủ thứ. Còn ngôi nhà này thì mình thấy đặc biệt là cúng bánh kẹo với lại sữa. Rất là nhiều bánh kẹo và sữa.
Hình như là mình thấy có cái sự xáo trộn ở đây. Bữa đó hình như là mấy con thú đồ chơi này đâu phải nằm vậy. Cái lồng đèn này như phải nằm vậy đâu. Rồi đâu mọi người nghe không? Buổi trưa mình vô mình cũng nghe ở trên La Phong đó. Ở trên La Phong biết cái gì nó chạy rột 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 rồi đó. Đó. Hình như là có một cái sự xáo trộn. Tuần lễ nay có lẽ là cũng nhiều người vô cúng. Để mình đi xem cái gì mà làm rột 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 hoài ta. Đây là phòng ngủ. Ở trong phòng ngủ này thì mọi người thấy có một cái hai cái gối bông. Hai cái gối bông và một cái mùng màu trắng. Còn cái tấm nệm thì thôi. Nó đen dữ lắm luôn à. Tấm nệm thường thường thì nó mà cái màu nó ngà ngà cam cam. Mà bây giờ nó đen thui luôn à. Bên trong nhà này mình thấy hiện tại thì cái mái nhà nó cũng còn rất là chắc nha. Chỉ có bên nhà dưới lúc nãy á, cho cái view mà ngay cái nhà sàn, ngay cái ao cá là đổ sập thôi. Chứ còn trong đây thì mình thấy rất là chắc. Đây là một cái phòng ngủ thứ hai. Cũng một trong những phòng ngủ mà mình thấy ớn lạnh cái phòng này. Chiếu mà nó mục vậy nè. Chiếu, rồi mền, gối. Ở đây cũng lại có một cái mùng màu trắng nữa. Rồi hai ba cái mền luôn. Đó. Đặc biệt là nó có một cái đoạn dây thừng nằm ở đây. Không biết ta dùng để làm cái gì. Bao tay. Hai cái mùng. Chiếc chiếu giờ nó mục tới cỡ này. Vì ngôi nhà này bỏ hoang lâu lắm rồi. Hai vợ chồng như là bà con nói là đi Sài Gòn hay là Bình Dương gì đó. Đi làm ăn không có về nữa. Bây giờ để mình lên trên ra phía sau chứ. Chỗ này lại có một chiếc chiếu. Cái vách tường này mọi người nhìn thấy. Đây chính là cái vết mà người ta đập trứng gà. Khi mà cúng xong đập quá chừng trứng gà ở đây luôn. Ôi ơi. Chỗ này sau này có hai cái bọc này ta. Hôm rồi mình vô đây có hai cái bọc này không? Đó. Mấy hộp sữa cúng cho bé nè. Rồi nhang nè. Đặc biệt là người ta cúng sữa nhiều lắm. Khắp nhà chỗ nào cũng có nhang hết. Bây giờ để mình đi ra khu phía sau nè cơ. Cái khu này cũng ghê lắm. Ớn nhất là mấy con rắn thấy nó thay da tùm lum ở phía sau này. Ở đây thì mọi người thấy có hai thêm hai cái mền nữa nè. Mùng mền trong ngôi nhà này quá chừng luôn. Cái gì nó kêu lụp cập hả ta? Cái gì mà kêu lụp cụp. Bữa đó thì mình thấy con rắn nó thay da xong nó nằm chỗ này nè, trong cái lỗ này luôn. Bữa mình đụng cái đuôi nó chạy vô.
Này, tổ ong. Ở chỗ này lại có một cái mền nữa. Quá chừng mền luôn. Ui, bữa nay ở đây lại phát hiện mới nữa. Đây nè, bữa nay mình lại phát hiện mới chỗ này nữa. Có thêm một cái da rắn nữa. Ui, trong cái nhà này quá chừng luôn. Trên kia nữa kìa, nhóc hết trơn luôn. Bây giờ có lẽ là mình sẽ vào bên trong để dựng mái, thắp hương, rồi cúng. Một giờ mấy rồi các bạn? Có lẽ bây giờ mình sẽ dựng mái chỗ này nè. Dựng mái chỗ ngay bàn thờ này, ngay chỗ người ta cúng ở đây á. Ui khoan mọi người ơi, mình thấy bữa nay như người ta đến đây cúng, cúng thêm rất là nhiều trứng gà nè. Đó, có những con số người ta mới viết thêm nè. Hồi giờ cái vách này trứng gà quá chừng luôn. Người ta cúng xong người ta đập vô đây nè. Đó, bên dưới nè, hàng trăm hàng ngàn cái vỏ trứng gà hiện tại bây giờ nó nằm chất đống lên đây. Còn chỗ đen đen này là người ta cúng đốt giấy tiền vàng mã ở đây, cúng tiền. Quá chừng bát hương chỗ này luôn. Có lẽ bây giờ mình sẽ dựng mái ở đây. Sẽ dựng mái nơi này để mà thắp cái ngọn nến ở đây rồi tiếp tục cúng giấy tiền. Để xem tối hôm nay mình có ghi lại được cái gì. Cái gì vậy? Ủa cái gì trời? Gì nóc nhà vậy? Ủa cái gì đó nói vậy mọi người? Ông bà đây đừng về nhát con chứ. Thôi bây giờ thắp thắp nhang mọi người ơi. Bắt đầu mình nổi da gà rồi đó. Không biết sao thấy nó kỳ kỳ. Ây da, đá mấy cái hộp sữa. Không biết cái gì vậy ta mà nó chạy. Cái gì mà nó lụp cập trong mấy nhà. Không phải ai chọi đá đâu các bạn ơi. Không phải ai chọi đá đâu mọi người. Cái tiếng động kỳ lắm, nó chạy cái kiểu kỳ lắm. Giống như một cái con gì đang bò rồi nữa. Chứ không phải là cái tiếng mà chọi đá hay là cái tiếng cái gì mà nó rớt, mà là nó có một cái con gì nó cứ bò rột trên đó. Cái buổi trưa mình vô mình nghe cũng rất là rõ luôn. Bây giờ thì mình sẽ dựng cái máy hướng này và thắp vài nén nhang ở đây xong á, rồi mình sẽ đi ra ngoài xíu dựng máy đây vài phút để xem như thế nào. Lúc nãy còn đá banh thì mọi người còn la la, giờ im ru rồi. Không gian bây giờ là thật sự rất là im ắng luôn. Sao nó cháy không hết ta? Để cho nó cháy thêm xíu nha. Đốt cái ngọn nến này lên. Hôm nay thì con đến đây thắp cho ngôi gia của mình vài nén hương. Cũng mong ông bà cô bác khuất mặt ở đây phù hộ độ cho con, để cho con được phép quay phim trong ngôi nhà của mình.
Cũng cầu mong ông bà đừng có quở phạt con. Quá chừng bắt nhang trong đây. Giờ còn mấy cây mình cầm luôn chỗ này đi. Hôm nay thì con có đem rất là nhiều tiền đến đây để mà cúng cho ông bà cô bác. Những người khuất mặt khuất mày ở đây, ông bà cô bác nếu mà có hiện diện ở đây thì về nhận tiền. Ông bà cô bác về lãnh tiền nha. Hôm nay thì chú đến đây thắp cho con vài nén hương, cũng cầu mong hai con sớm siêu thoát và đừng có quấy phá mọi người, đừng có nhát mọi người ở xóm này. Tụi con cũng về lãnh tiền, mua bánh nha. Bữa nay thì chú trên đường đi á, đi quay rất là nhiều nơi, rồi nó không có thuận tiện đường, toàn ở trong rẫy, trong vườn không à. Cho nên là không có mua được sữa, mua đồ cho hai con. Thôi thì hai con về hưởng hai nhang khói và lĩnh tiền nha. Lĩnh tiền mua bánh đi. Rồi. Bây giờ thì nếu mà thật sự ông bà cô bác, những hương linh ở đây có hiện diện ở đây thì cho con dựng mái đây và mọi người hãy cho con ghi hình vào máy, hoặc là tạo ra những âm thanh, những tiếng động gì để cho con biết mọi người có hiện diện ở đây. Bây giờ thì có lẽ là mình sẽ để mic ở đây, để cái mic thu âm ở đây, rồi mình sẽ đi ra ngoài vài phút, để trên cái dĩa này đi.
không biết cái âm thanh gì mà nó kêu. Nghe sợ thiệt chứ. Không biết trong máy nãy giờ có thu lại được những cái gì kỳ lạ hay là không. Bắt đầu mấy cái tiếng côn trùng bên ngoài bây giờ nó kêu quá xá rồi. Một lần nữa để mình đi xung quanh cái ngôi nhà này một cái nữa rồi mình sẽ đi ra, để xem khi mình cúng xong có gì khác lạ là không. Mền mùng đây là cái trên bàn thờ. Bàn thờ này của chủ nhà thờ xưa giờ luôn. Còn mấy cái bát hương đồ dĩa thì mình không biết, nhưng mà cái bàn thờ gỗ này là chủ nhà đóng tới bây giờ luôn. Ủa, mình thấy cái con này nãy giờ nhìn nó, mình nhìn nó chăm chăm mình như con này là con gì, con heo phải không mọi người? Hình như nãy giờ mình thấy nó tự động hay gì á, như nó nhúc nhích nhúc nhích, nó chớp mắt hay gì á, hay là mình hoa mắt nữa. Trên cái viên gạch quá chừng con số luôn. Bữa nay mình thấy những đồ đạc đây nó xê dịch nè, chứng tỏ là một tuần nay cũng có người vô đây để mà tiếp tục sinh số. Ôi giời, cái vách này cũng vậy. Mình không để ý cái vách bên đây cũng trứng gà quá chừng. Những cái vệt mà nâu nâu này nó chảy nước xuống nè. Là mọi người vào đây cũng đập trứng gà nè. Đây là một cái góc mới nữa, mình mới phát hiện luôn. Cứ mỗi lần vô trong cái phòng này là mình cứ nổi da gà, không hiểu sao. Cứ vô đây là nổi da gà. Có lẽ bây giờ mình sẽ đi ra ngoài thôi cô chú anh chị. Bây giờ ủa, mình đạp trúng cái tấm kính nó bể luôn à. Có lẽ bây giờ mình sẽ đi ra thôi cô chú anh chị ơi. Để mình sẽ thổi tắt nến. Có lẽ đi ra thôi mọi người. Một giờ mấy khuya rồi. Ủa cái tiếng gì ta? À cái tiếng máy bay. Nhiều lúc cũng muốn ra chỗ cái view này đứng thử. Ngay chỗ cái view nè, ngay chỗ nhà sàn đứng thử, nhưng mà sợ nó sập. Ngoài đó cây cối hiện tại bây giờ nó mục hết trơn à. Ủa cái tiếng gì làm cái cục nữa vậy? Lạ thiệt mọi người. Cứ xíu là nó kêu lập cập, xíu là lập cập. Đôi khi thì mình không thấy được cái gì đâu, nhưng mà nó có nhiều cái âm thanh nó lạ lắm. Không biết là cái âm thanh gì mà nó kêu. Chút nó làm lập cập bên dưới.
mấy cái con này ở dưới hồ nó kêu quá chừng. Cóc nhái ở nương gì. Cái gì ta? Ra tới đây là đủ tiếng côn trùng kêu hết trơn. Con gì nó kêu ta? Biết mọi người nghe không? Đi ra thôi mọi người. Tự nhiên nổi ốc rần hết trơn. Có lẽ bây giờ mình sẽ dừng clip đây. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những clip sau nha. Hôm nay mình cũng đã quay trở về đây, vượt một cái con đường cũng rất là xa để mà quay trở lại cái ngôi nhà này chia sẻ cho mọi người xem. Một nơi mà mọi người cũng xem clip vừa rồi á, cũng rất là muốn mình quay trở lại cái ngôi nhà này để chia sẻ ban đêm cho mọi người xem. Không hiểu sao lúc nãy đi ngang tới gốc cây si á, tới mình mẩy của mình nó nổi ốc rần lên, nó cứng người luôn. Cảm giác lạ lắm, không phải như trong nhà. Mình vô trong nhà thì cảm giác nó bình thường thôi. Còn lúc nãy mà ngay gốc cây si á, là một cảm giác cực kỳ đặc biệt luôn. Tê cứng người luôn. Ốc ác chạy rần. Thì hôm nay con đến đây á, để tìm hiểu và khám phá cái ngôi nhà của mình ban đêm á. Thật sự có ông bà cô bác trú ngủ đây là không, chứ con không có đến đây để mà quấy phá hay là làm điều gì xấu. Mong bà cô bác đừng có quở phạt. Rồi nó dướng dây. Bây giờ thì có lẽ mình sẽ dừng clip đó nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong clip sau. Bye bye mọi người nha.